Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều lực lượng, huy động 7 xe cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 18 phút cùng ngày. Vụ cháy làm một người đàn ông 65 tuổi tử vong và một phụ nữ 60 tuổi bị phỏng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc làm khoảng 10 trên 18 mét vuông diện tích căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình bị cháy. Hiện công an đã cho phong tỏa quanh căn nhà cháy để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.